Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tắt bật bình luận cho trong video của YouTube nha. Thì đầu tiên là các bạn vô cửa hàng Like. Các bạn bấm vô YouTube Studio này thì nó sẽ hiện ra. Bạn ấn vô YouTube này nha, YouTube Studio nè, có cái biểu tượng này nè. Mình đây cài đặt sẵn rồi đó. Mình chỉ mở thôi. Thì nó sẽ hiện ra, thì các bạn đăng nhập vô cái tài khoản kênh của các bạn nằm bên đây nè, góc bên đây. Mình đây đăng nhập sẵn luôn. Rồi thì các bạn muốn tắt thì bạn ấn vô cái video mà mình muốn tắt bình luận, thì các bạn nhấn vô hình cái bút này nè, hình cái bút này là chỉnh sửa đó, hình cái bút này là chỉnh sửa video đây. Các bạn có lướt dưới, tuốt ở dưới là có tùy chọn khác, thẻ danh mục bình luận và cái gì đó. Thì ở đây là bình luận cho phép mọi về mọi bình luận, cho phép mọi bình luận là giữ lại những bình luận có khả năng phù hợp. Ở tuốt dưới đây là tắt tính năng bình luận, là không ai bình luận được cái gì hết đó. Còn đây là giữ lại mọi bình luận để xem xét, thì khi bạn muốn bật thì bạn chọn cái khác thôi. Bạn chọn là cho phép mọi bình luận thì nó sẽ tiếp tục là người ta sẽ bình luận được cái video đó. Còn khi bạn muốn tắt thì tắt ở đây là họ sẽ không bình luận được. Đó, như vậy là xong. Đơn giản thôi các bạn. Thì cái tính năng tắt bình luận này là dành cho những người mới làm YouTube hoặc là những người nhạy cảm, những người mặt mỏng không thích bị người khác chỉ trích này nọ, hoặc là xa hay nói những điều tiêu cực ảnh hưởng tới bản thân thì nên tắt cái bình luận đi để tránh những tiêu cực. Rồi một thời gian này mình sẽ bật lên cũng được. Mà mới làm video mà còn nhiều thiếu sót thì mình nên tắt nó. Còn những ai mặt dày không sợ người ta nói này nói kia thì cứ bật nó bình thường, không có cần tính năng đó tắt bình luận nữa đâu. Thì đơn giản như vậy thôi đó.